Người phát ngôn thay cho CEO Hồ Nhân vừa khẳng định, người đứng sau đạo diễn drama này không phải chính thất như nhiều người suy đoán, mà là một thiếu gia Sài Gòn đang là bạn của Hiền Hồ. Các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để trả lại sự trong sạch cho chị Hồng Vân, vợ hợp pháp của CEO Hồ Nhân cũng như gia tộc Sơn Kim. Nguyên Văn chia sẻ, là một người thân cận với anh Hồ Nhân và chứng kiến những gì đang diễn ra cũng như được sự cho phép từ anh ấy, nên tôi chỉ nói vài lời thế này. Thứ nhất, gia tộc Sơn Kim không liên quan gì đến chuyện này, Nanogen càng không, và chẳng một ai trong gia đình có chủ trương trả thù hay làm những chuyện vi phạm pháp luật như cộng đồng mạng truyền tay nhau. Thế nên đừng lan truyền hình ảnh của họ tùy tiện, họ không liên quan, cũng không có tội gì. Hành vi này là đưa tin sai sự thật, không có căn cứ, luật sư cũng đã và đang làm việc về vấn đề này với cơ quan chức năng. Thứ hai, chị Vân, vợ anh Hồ Nhân là người vợ hợp pháp đến thời điểm này, anh chị vẫn giữ bình thường với nhau. Chị không phải người đang giữ hình ảnh, không phải người phát tán hình ảnh hay clip như cư dân mạng đang đồn và vu khống cho chị đứng sau vụ việc này. Thứ ba, vụ leak ảnh ra ngoài có liên quan đến một thiếu gia ở Sài Gòn, người này là bạn của Hiền Hồ. Thứ tư, không có chiếc clip nào, tất cả đều là lời đồn ác ý, gieo tiếng xấu cho những người trong cuộc. Nanogen bị tấn công mấy ngày qua, hình ảnh gia đình cũng như những người không liên quan đều bị đưa lên mạng, rồi bôi nhọ danh dự, uy tín của họ. Và cuối cùng thì cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc vụ này, dĩ nhiên không phải bảo vệ cho Hiền Hồ, mà là bảo vệ danh dự, uy tín cho gia tộc Sơn Kim và Nanogen.